Xin chào các bạn, trước mặt chúng ta là một cây khế cổ. Cây khế này rất to, chiều dài. Bây giờ mình phải tiến sát vào để các bạn hình dung nhá. Cái chiều dài của cái đường kính của chậu này khoảng 1m2. Vâng, cái chậu là 1m2. Cái đường kính của cây để mình tiến sát, xong bắt đầu mình sẽ dùng găng tay của mình để các bạn hình dung là cái độ già và độ lớn của cây như thế nào. Vâng, một cái tay găng tay mình đây, không thấm tháp vào đâu cả. Cây này rất già rồi. Mình tìm thấy trang rồi nhưng mà vâng, không có mạng. À, không có mạng ạ. Vâng, bác về bác cứ có. Vâng, cây khế đẹp quá. Vâng, tuyệt vời. Đây là một vết họ tạo sẹo. Họ tạo sẹo thì mai mốt nó cũng sẽ liền ra thôi. Nhưng mà cây này rất già rồi. Cây này đúng là một cây khế cổ. Dáng thác đổ. Cây rất già. Đến mùa ra quả của nó ấy. Đến mùa ra quả của nó thì cái quả nó sẽ lủng lẳng ở phía dưới cây. Cây này rất già. Vâng, cũng tác phẩm của thị trấn Văn Giang ạ. Văn Giang Hưng Yên. Ở miền Bắc thì thực tế chỉ có hai khu vực rất nhiều cây cảnh và rất nhiều nghệ nhân, là đó là Văn Giang và khu Lam Định ạ. Lam Điền Điền Xá là hai khu vực nhiều nghệ nhân nhất, nhiều nghệ nhân giỏi làm rất nhiều cây đẹp. Và bây giờ mình tiến vào phần ngọn một chút để các bạn hình dung. Họ làm rất kỹ, rất đẹp như con rồng luôn. Đây mình quay về phía này một chút xíu, các bạn có thể hình dung, những người đi tham quan thì hiểu về cái độ lớn của cây nó như thế nào. Họ làm rất kỹ, tuyệt đẹp. Đứng ở phía nào cũng thấy đẹp. Vâng, một lần nữa mình sẽ quay tổng thể cây, quay toàn cảnh của cây. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip sau.